Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh Hàng Bãi Nhật đấy ạ. Hôm nay em có lên thêm được một số đầu nghề Nhật bãi nữa. Hôm nay thì em về được một ít dây hơi của hãng Hikoki ạ, và một số cái mẫu ly ấm pha trà bằng gốm của Nhật ạ, bình bông gốm của Nhật. Rồi hôm nay thì em có một cây kiếm đồng này, và có thêm hai cái cây lê của Pháp năm 1983, và có thêm một số cái mẫu thìa mạ vàng, bàn nà, ủi con gà, rồi một số mẫu đồ nghề, thùng đồ nghề này, búa, kéo cắt cành, kéo tỉa hàng rào, rồi kéo cắt tôn, một số cái mẫu dao chặt, dao bếp, rìu và dao tan tô. Mã đầu tiên hôm nay nó là mã C. Mã đầu tiên nó là mã C1. C1 thì em có về được chỗ này thì một quận nối liền luôn nha bác. Nó là quận 2, gần 20 cân, 18 cân ạ. 18 cân. Đây, cái này thì nó là dây hơi. Dây hơi nó có thông số đây các bác. Ở bên trong nó là đường kính dây bên trong nó là 8.5 ly. Còn bên ngoài hình như nó là 12 ly ạ. 12 ly ạ. Cái áp suất của nó chịu được nó là 10 cân ạ. 10 cân. Nó của hãng Hikoki. Hikoki là viết tắt của hãng là Hitachi Koki ạ. Hitachi Koki, người ta viết tắt là Hikoki ạ. Đó, dây mới, dây màu đen ạ. Và nó có 3 lớp. Lớp trong là lớp cao su trắng, nhựa trắng. Còn một lớp giữa là lớp chỉ để cho nó chống bị giãn lở dây ạ. Và lớp ngoài là lớp cao su ạ. Cái dây hơi này thì nó đường kính dây bên trong nó là 8.5 ly. 8.5 ly ạ. Đây có thông số với lại hãng được dập trên dây đó. Dây này thì em bán là 25.000 một mét ạ. 10 mét nó là 250.000. Đây, cái này em đã cắt thử ra 10 mét. Thì nếu 1 ký dây thì nó sẽ được là 11,5 mét. 11,5 mét ấy. Các bác thích mua bao nhiêu mét thì em sẽ cắt số mét cho các bác. Nhưng mà cắt từ 5 mét đổ lên nha các bác. Từ 5 mét đổ lên ạ. 25.000 một mét ạ. C1. C1 ạ, là dây hơi ạ. Mã số tiếp theo là mã C2. C2 nó là một cái cây kiếm bằng đồng ạ. Cây này thì kiếm nó làm bằng đồng đặc nha các bác. Nó làm đồng nguyên khối luôn. Cái tổng chiều dài của cây kiếm này thì nó dài khoảng 70 cm ạ, 70 cm. Về phần lưỡi kiếm thì nó dài là được 55 cm. Cái này được làm bằng đồng đặc luôn. Ở cái phần chuôi kiếm thì nó sẽ có logo hình hai con sư tử và nó đang lưng một cái vương miệng hay là cái cúp đấy, vương miệng hoặc cái cúp, hai bên thì đều có logo giống nhau. Đây, phần đuôi của cây kiếm đấy, nó được làm bằng đồng. Đây, bề mặt cây kiếm thì nó không có bị rỗ, nứt rỗ gì hết nha bác, nó không có lỗi gì hết, nó rất là liền lạc luôn, rất là đẹp ạ. Cây kiếm này thì các bác có thể mua về trưng hoặc siêu tầm trưng này. Cây kiếm đồng này thì nó nặng được là sấp xỉ 2,3 kg ạ, sấp xỉ 2,3 kg. Cái này C2 thì có giá là 2.200.000 C2 ạ. Mã số tiếp theo C3. C3 nó là một cái cây lê của Pháp. Cây lê này thì cái phần bọc lưỡi lê thì được làm bằng da, bằng da. Cây này thì được sản xuất năm 1833 đây ạ. EN, đây nó có mã là EN 1833. 1833 tính đến nay nó cũng gần 200 năm rồi ạ. Đó, nhưng mà cán gỗ còn rất là đẹp nha các bác. Cái này chưa vệ sinh thôi, nó chỉ có rỉ bên trên bề mặt thôi. Cái phần lưỡi đây ạ. Lưỡi này hai bên có rãnh này và lưỡi thì còn nguyên zin, chưa có bị sứt mẻ gì hết. Bề mặt không rỉ sét gì hết ạ. Cái hộp đựng lưỡi lê thì được làm bằng da và ở hai đầu thì được bọc bằng đồng thau ạ, bọc đồng thau. Đây, cái da của nó rất là bền luôn này các bác. Hơn 100 năm mà da rất là bền. Cây lê này thì nó sẽ có chiều dài lưỡi là được 30 cm. Bản của nó rộng là được 2.3 cm. Và độ dày lưỡi lê là dày 5 ly ạ. Dày 5 ly. Đó. Cây lê này thì em cũng mua lại của một bác mua siêu tầm, mua chơi. Người ta không thích nữa, người ta chia lại cho em nên giá nó cũng hơi cao. Cây lê này thì nó là mã C3 thì có giá là 4.500.000 ạ. Bác nào thích thì mua được.
Và đến tiếp theo là cây C4. Cây C4 cũng là một cây tương tự nha bác. Cây này thì với cây kia một cặp, kích thước cũng như nhau. Cây này thì cái phần bọc lưỡi bằng da thì nó xấu hơn một tí đấy ạ. Nó xấu hơn một tí, nó có vết nứt ở trên phần da đấy ạ. Nó xấu hơn một tí. Còn về phần lưỡi thì rất là đẹp, cán cũng thế ạ. Ở trên cái phần khâu thì cũng có mã số. Cây này thì nó cũng tương tự như cây kia mà mã số nó dập chữ số không rõ lắm, không biết là năm nào, không rõ năm lắm ạ. Đấy. Cây lê này thì nó có chiều dài lưỡi cũng 30 và bề ngang lưỡi thì là được 2.3 cm, độ dày cũng 5 ly ạ. Lưỡi còn đẹp hết ạ. Đó. Cây này thì nó là C4, nó là giá là 4 triệu ạ. C4 4 triệu. Mà tiếp theo là C5 ạ. C5 nó là một cái cây dao cai săn Damascus ạ. Cây dao cai săn này thì lưỡi nó dài được là 25.5 cm. Cái phần bản rộng là được 5 cm ạ. Và độ dày lưỡi thì nó dày là 2 ly. Cây này dày khoảng 2,2 ly đấy ạ. Đấy, lưỡi cong nhọn mài bén lên tới mũi dao ạ. Và lưỡi là Damascus nhiều lớp. Thì nói thép là nói thép VG10 Class ạ, VG10 Class. Cai săn Damascus. Cán được làm bằng cán gỗ ạ, cán gỗ. Cái này còn rất là đẹp, gần như chưa qua sử dụng luôn ạ, chưa qua sử dụng. C5 thì nó là 1.700.000. Mã số tiếp theo là C6 ạ. C6 nó là một cái bình bông, bình cắm bông. Bình này thì nó sẽ có chiều cao là được 22 cm. Đường kính miệng là rộng là 11 cm này. Và đường kính đáy thì được 9.5 cm. Đây, bề mặt thì nó là màu của bình là màu xanh biếc nha bác, màu xanh ngọc á. Xanh màu xanh nước biển, màu xanh ngọc. Còn lòng bên trong nó là màu trắng á, màu trắng. Bình này thì nó không có bị sứt mẻ một vết nào hết ạ, nó còn lành nặng nguyên zin luôn ạ. C6 bình bông này thì có giá là 900 ạ. Mã số tiếp theo C7 ạ. C7 thì cũng là một cái bình bông bằng gốm Nhật. Bình bông này thì được đựng trong một cái hộp bằng gỗ còn mới ạ. Trên nắp hộp thì nó sẽ có dập chữ của Nhật này và có con dấu đỏ ạ. Bình bông gốm này thì nó sẽ có chiều dài là được 30 cm. Cái đường kính miệng là 9.5, còn đường kính đáy bình thì được 7 cm ạ, 7 cm. Bình thì men của nó là men màu trắng sữa nha bác, trắng sữa. Ở trên miệng bình thì có một cái viền màu vàng này. Và trên bề mặt bình thì sẽ có hình những cái bông hoa cúc hay hoa cúc hay sao ạ, hoa cúc. Và có một cặp chim công nguyên ương này các bác. Chim công nguyên ương, một con đực và một con mái á, một con trống, một con mái. Đó, một cặp chim công nguyên ương. Cái hoa văn này thì được nghệ nhân Nhật vẽ bằng tay nha bác, nên nó sẽ hoa văn nó sẽ nổi trên bề mặt bình, được vẽ bằng tay rất là tinh xảo và đẹp. Cái bình này nó là C7 thì có giá là 600. C7 600.000. Đến mã số tiếp theo C8 ạ. C8 là một cái bộ ấm và ly trà, ly uống trà bằng gốm ạ. Cái ấm này thì nó có thể tích khoảng là 350ml. Đây, ở cái nắp ấm thì nó có mộc chữ Nhật nha bác, màu xanh này. Và cái quai sách của nó được làm bằng mây, nó quấn một cái lớp dây nhựa bên ngoài nữa, bằng mây. Đây, trên bề mặt thì có hoa văn cũng rất là đẹp đấy ạ. Đây, có hình trên nắp ấm có hoa văn này. Ở dưới bình cũng có hai bên thì cũng có hoa văn đấy ạ. Và cái ly cũng thế. Cái phần ly này, đường kính miệng của ly là được 7.5 và chiều cao cái ly thì nó sẽ là 5.5. Dưới đáy ly thì cũng có mộc chữ Nhật ạ, mộc chữ Nhật. Bộ này thì nó gồm một cái ấm pha trà và gồm có 5 cái ly để uống trà, 5 cái ly uống trà. Có hoa văn giống nhau và nó giống như nhau luôn ạ. Còn mới người ta còn bọc ni lông ạ. Bộ này là C8 thì có giá là 500.000 ạ, C8 500. Người ta đựng trong một cái hộp bằng gỗ còn đẹp ạ. Mã số tiếp theo mã C9 ạ. Mã C9 cũng một cái bộ ấm và ly uống trà. Cái này thì bộ này thì sẽ có một cái ấm như thế này nha bác. Ấm này thì thể tích nó khoảng 350ml này. Đó, ấm thì cũng còn mới chưa qua sử dụng, cũng có quai sách bằng mây này. Và
gồm có 5 cái ly. Cái ly này thì nó sẽ có cái lắp của ly nha các bác. Đây cái lắp ly này. Khi các bác uống xong, các bác mà muốn giữ nóng trà thì các bác lắp cái nắp lại này, nó sẽ được giữ nóng được lâu hơn. Về cái ly thì nó sẽ có kích thước là miệng là rộng được 8 cm và chiều cao của ly là 6 cm. Cũng có mộc chữ nhật ở đáy ly ạ, đáy ly. Bộ ly này thì nó là mã số C9 sẽ là 480.000 ạ, C9 480. Đến mã số tiếp theo mã C10 ạ. C10 cũng một cái bộ ấm ly pha trà. Bộ này thì nó có một cái ấm còn mới nguyên, chưa qua sử dụng. Đây nó được bọc cái túi ni lông bên trong đấy ạ. Bọc bên trong túi ni lông. Và cái quai người ta cũng chưa nắp luôn. Về các bác móc vào nắp là xong ạ. Lắp cái quai vào là được. Ở dưới đáy ly có logo hãng này. Hãng là Cupfon. Cái hãng này thì em không biết nha các bác. Hình như là hàng của châu Âu đấy ạ. Đó, lên đây trên thì nó có cái hoa văn hình cái nhụy hoa nó màu xanh và màu vàng ạ. Cái này hình như là ở bên này thì cũng có một cái hoa văn hình cái nhụy hoa, hình như này là hàng của châu Âu hay sao ấy. Đây nó có cái nắp ấm đây nhá các bác, nắp ấm đây. Và nó cũng gồm có 5 cái ly còn mới chưa qua sử dụng, nó cũng có logo dập ở đáy ly đấy ạ. Này thì các bác có thể nên Google tra lại hãng này nhé. Em thì không rõ, chắc em đoán là hàng của châu Âu chứ không phải hàng Nhật. Chiều đường kính miệng của ly là được 8.5 và chiều cao ly là 5.5 ạ, 5.5. Cái bộ này thì nó có thêm cái đĩa nữa, 5 cái đĩa nhỏ để nó làm đế của ly. Khi các bác uống trà, các bác dùng cái đĩa làm đế của cái ly, rất là đẹp luôn ạ. Cái này các bác bỏ trong tủ, các bác trưng cũng đẹp. Đường kính mặt cái đĩa là được 12.5 cm. Ở dưới đáy đĩa thì cũng có logo của hãng nha bác. Bình thường những cái bộ đẹp như này nếu mà hàng của Việt Nam thì nó cũng đã 7-800 rồi ạ, 7-800 rồi. Mã này nó là C10 thì có giá là 550.000. Được đựng trong một cái hộp giấy á, hộp giấy mà lại có chữ Nhật này các bác, chữ Nhật. Chắc là hàng xuất sang Nhật, xuất sang Nhật. C10 là 550.000. Cái mã số tiếp theo mã C11. C11 nó là một cái bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt này thì sẽ có chiều cao là được 18.5 cm. Đường kính miệng nó sẽ được là 8.5. Cái bình giữ nhiệt này thì được làm bằng inox 304 hai lớp cách nhiệt nha các bác. Nó cách nhiệt rất là tốt luôn. Và ở dưới đáy bình sẽ có cái tem của Nhật. Đây, tem chữ Nhật và có chữ Japan này. Bình này thì đựng được thể tích là 1 lít. Các bác có thể dùng để làm bình giữ nhiệt mang đi làm, hoặc làm ly uống bia, hoặc là uống nước cũng được. Nó sẽ người ta cho mình 3 cái nắp ạ. Một cái nắp này, một cái nắp dạng này là nắp là dùng để các bác uống nước này. Cái nắp này là dùng để uống nước này. Ví dụ các bác mở nắp lên là các bác uống được này. Đây ạ, mở bên này. Mở nắp này, cái này các bác dùng 3 nắp nhé. Các bác thích nắp nào thì nắp. Còn nắp cái nắp thứ hai này thì các bác dùng để ví dụ như ướp lạnh chai nước hoặc ly nước khác. Ví dụ các bác bỏ đá vào trong, các bác ướp lạnh. Đây cái nắp thứ hai. Còn nắp thứ ba là nắp dành cho bình. Cái này thì các bác đi đâu muốn bình nó kín thì các bác dùng cái nắp này. Nắp là nó kín á. Có 3 nắp ạ. Mã này là C11 thì 130.000 một bình ạ. Mã số tiếp theo là C12. Nó là một cái chảo nhôm hai nắp dùng để đi du lịch. Đây chảo nhôm hai mặt dùng để đi du lịch ạ. Cái chảo này thì nó có chiều dài là được 14.5, chiều ngang là được 13 cm. Chảo này thì thường sẽ được sử dụng đi du lịch dã ngoại hoặc là đi cắm trại nha các bác. Đây các bác dùng để ví dụ như chiên thịt này, hoặc là nướng bánh, chiên bánh thì các bác có thể dùng nắp lại chiên hai mặt rất là tiện luôn. Ví dụ mình khi mình chiên thì mình chỉ cần nắp lại rồi mình xoay hai mặt thôi, mặt nào chín xong rồi thì mình lật ngược lại mặt khác ạ. Đây, cán bằng nhựa và trên cán có tem của Nhật ạ, tem của Nhật. Cái chảo chiên hai nắp này thì nó có giá là 130.000 C12 ạ. Mã số tiếp theo là C13. C13 nó là một cái khui
rượu vang của Ý á. Cái khu rượu vang này thì được làm bằng thép không gỉ, còn rất là đẹp, của Ý. Đây, ở trên cái khu rượu vang người ta có dập chữ Italia, còn rất là mới, chưa qua sử dụng ạ. Này C13 thì có giá là 150.000. Mã số tiếp theo là C14 ạ. C14 nó là một cái cây dao cắt kính của Đức ạ. Cái dao cắt kính này thì nó dài được khoảng 16.5 cm ạ. 16.5 cm. Cái phần tay cầm, cái phần cán của dao cắt kính này thì được làm bằng đồng nhá các, làm bằng đồng thau ạ. Còn về lưỡi cắt thì em đã kiểm tra rồi, nó còn sắc bén ạ. Và trên phần lưỡi cắt thì người ta có dập hãng và dập chữ là Made in Germany ạ, của Đức ạ. Cây cắt kính này nó là C14, có giá là 150.000 ạ. Mã số tiếp theo là C15 ạ. C15 nó là một bộ gồm 3 cây liếc ạ. Nó gồm có 3 cây. Hai cây liếc này thì nó có sẽ có kích thước như nhau ạ. Liếc dẹp ạ. Đây, liếc dẹp. Liếc nó chỉ mỏng khoảng 2 ly thôi. Mà nó hai mặt nha bác. Một mặt liếc thô và một mặt liếc mịn ạ. Và cái lưỡi liếc thì nó dài được là 11 cm. Hai cây. Một cây đều có chữ nhật ở trên cán ạ. Cán bằng nhựa. Rồi còn một cây số 3 là cũng liếc dẹp mà nó hơi, nó có bao da nữa, nó có bao da bọc lưỡi liếc. Lưỡi dài là 12.5 ạ, 12.5. Cái này thì người ta liếc qua nên nó có dính cái vết bẩn ở bên ngoài các bạn. Nhưng mà liếc vẫn còn rất là tốt ạ. Bộ 3 cây liếc này nó là C15 thì có giá là 220 ạ, 220. Mã số tiếp theo là C16 ạ. C16 nó là một cái bộ thìa. Thìa nhỏ mạ vàng ạ. Bộ thìa này thì cái phần tay cầm thì được người ta đính cái, không biết đính cái kim loại hay cái gì màu đỏ này. Còn cái thìa thì được mạ vàng. Bộ thìa này gồm 12 chiếc ạ, 12 chiếc thìa. Đây, mỗi có 4 hàng, mỗi hàng là sẽ có 3 chiếc nhau bác, mới chưa qua sử dụng. Nó có hãng này ạ. Nó còn nguyên bao bì có hãng này. Japan này ạ. Japan. Cái bộ thìa này thì thìa dài được là 11 cm. Thìa này thì các bác mua về có thể mua về để trưng, hoặc là để cho em bé ăn cháo, ăn bột, hoặc là các bác có thể dùng để ăn kem cũng được nha bác, dùng ăn kem. Bộ thìa 12 cái chiếc này nó là C16 108 mới nguyên trong bọc ạ. Mới nguyên. Ở đằng sau có dập chữ Sunnet theo thép không gỉ và người ta có dập chìm chữ Japan trên thìa. Chữ Japan. C16 108. Mã số tiếp theo là C17 ạ. C17 cũng là một cái bộ thìa mạ vàng của Nhật. Nó gồm có tổng cộng là bộ này thì nó sẽ không đồng bộ với nhau, nó sẽ có mấy loại thìa khác nhau nha bác. Cái một cái cây này thì dùng để các bác có thể chiên trứng, lật trứng hoặc là chiên bánh, lật bánh này, khi đồ lật đồ chiên mạ vàng còn mới này. Đấy, mới, nó cũng dập chữ Japan ở trên cái thìa dẹp này, thìa dẹp này. Nó bộ này nó sẽ gồm một cái thìa dẹp để lật trứng, lật bánh, đồ chiên, rồi nó sẽ gồm ba cái thìa nhỏ như này. Ba thìa này thì cán bằng nhựa. Nhựa nó giống như màu giả sứ có hoa văn rất là đẹp luôn ạ. Ba chiếc này, này. Và gồm thêm là bốn cái chiếc thìa lớn ạ. Bốn cái chiếc thìa to. Thìa này thì các bác có thể dùng cho người lớn được này. Nó cũng còn mới. Gồm thêm là hai cái chiếc thìa nhỏ, nó cùng mẫu với nhau, hai chiếc thìa nhỏ. Hai chiếc này thì còn nguyên bọc này. Và thêm nữa là ba cái chiếc thìa nhỏ nữa. Ba chiếc thìa này thì ở dưới cuối của thìa thì người ta có đính một cái hình màu xanh, có một cái hình màu tròn, hình tròn màu xanh ạ, màu xanh. Bộ thìa này gồm có tổng cộng là sẽ gồm có tổng cộng là được 12 chiếc thìa. Và một cái chiếc thìa dẹp này nó là 13 nha các bác. 13 bộ này thì sẽ có giá là 220.000. Rất là đẹp luôn các bác. Còn mới ạ. 220.000. Cái mã số tiếp theo là C18 ạ. C18 nó là một cái cây kiếm đề co bằng đồng. Cây này thì nó có tổng chiều dài được 18 cm. Về cái phần lưỡi thì nó dài là 11.5 cm ạ. 11.5 cm. Đây, được làm bằng đồng. Này C18 150.000. Mã số tiếp theo là C19 ạ. C19 nó là một cái cây tanto bằng lưỡi bằng mon.
Cây tanto này thì nó có chiều dài, tổng chiều dài được 31.5 cm, phần lưỡi nó dài được là 20 ạ. Và bản rộng thì nó rộng là 1.7 và nó cũng dày tầm 5 ly. Cái kiếm này thì cái tanto này cũng là hàng đề co, lưỡi được làm bằng mon ạ, cán bằng nhựa. Còn cái chuôi này thì được làm bằng nhôm ạ, bằng nhôm, chuôi bằng nhôm. Này C19 thì có giá là 200 ạ, 200. Mã số tiếp theo là C20 ạ. C20 nó nằm một cái cây kẹp càng cua ạ. Cây kẹp càng cua này thì nó còn mới nguyên trong bọc, chưa qua sử dụng. Cây này thì nó dài là được 13.5 cm và nó cũng có hình giống cái càng cua luôn. Nó được làm bằng nhôm nha các bác, và nó mạ một lớp chống rỉ bên ngoài, chống oxy hóa bên ngoài ạ. Còn nguyên trong bọc. C20 cây này là 120 ạ. Mã số tiếp theo là C21. C21 nó là một cái bộ gồm 5 cái nạo vỏ trái cây. Nó sẽ có cây số 1 thì có tem chữ nhật đây các bác. Lưỡi còn sắc bén hết nhá. Em đã kiểm tra rồi. Đến cây số 2. Cây số 2 là nạo trái cây. Cái này là nạo sợi nhá các bác. Cây số 2 nạo sợi. Cây số 3 thì nó của hãng là Kai Cút. Cây số 4 thì cái này thì không thấy hãng. Cái này thì không có hãng này. Chắc nó có tem nhưng mà nó lột mất rồi. Còn cây số 5. Cây số 5 thì nó sẽ của Thụy Sĩ nhá các bác. Đây nó có hãng là Rexena Swiss này, của Thụy Sĩ. Lưỡi cũng còn rất là sắc bén, không bị sứt mẻ gì hết ạ. Mấy cây này thì các bác mua một lần luôn. Một bộ 5 cây này em bán là 120. Mua một lần về sử dụng dần. Khi nào nó hư cây nào thì mình dùng cây khác mình thay. Rất là bén luôn các bác. Xài gần như là không thấy nó cùn luôn á. Xài rất là lâu luôn, bén rất là lâu, không cần mài lại luôn ạ. C21 nó là 120, bộ 5 cái ạ. Mã số tiếp theo là C22 ạ. C22 nó là một cái gạt tàn thuốc lá bằng đồng. Cái gạt tàn này thì nó sẽ có đường kính là được khoảng 8 cm, đường kính 8 cm. Chiều cao cái gạt tàn là cao 3.5 cm, được làm bằng đồng. Ở trong lòng cái gạt tàn thì có chữ là Hải quân Việt Nam và có hình một cái mỏ neo và hình bản đồ Việt Nam ạ. Còn dưới đáy cái gạt tàn thì có người ta có dập chữ là Ba Sơn 1883 và dập vào những cái dòng chữ tiếng Anh nữa, trên ở đáy của gạt tàn này. Gạt tàn bằng đồng này thì nó là mã C22 ạ. C22 có giá là 450.000 ạ. Và số tiếp theo là C23. Nó là một cái sông trầm bằng đồng ạ. Cái sông trầm này thì nó sẽ có chiều cao là được khoảng 11 cm. Bề ngang sông trầm là được 10.5 ạ. Bề ngang tầm 10.5. Sông trầm, cái lắp sông trầm thì nó sẽ có hình một con nghê đang đứng trên cái lắp sông trầm nhé các bác. Và cái sông trầm sẽ có ba cái chân này. Dưới đáy sẽ có cái một dấu mộc và có chữ, bốn chữ bên trong. Và hai bên của chiếc sông trầm này thì sẽ có hình hai con rồng nhé các bác. Hai con rồng nó được đắp nổi trên bề mặt thì sông trầm thôi, và nó quấn quanh cái sông trầm này ạ. Quấn quanh cái sông trầm này. C23 cái này thì có giá là 500 ạ. Mã số tiếp theo là C24 ạ. C24 nó là một chiếc bàn đà con gà bằng đồng. Bàn đà này thì nó sẽ có chiều cao từ đáy bàn đà và lên tới cái lắm, cái quai của bàn đà là được 16 cm. Còn chiều dài cái mặt bàn đà là nó dài được là 17.5 này. Bề ngang mặt bàn đà là được 9.5, được làm bằng đồng rất là đẹp. Đây, ở hai bên thì người ta sẽ khoan 8 cái lỗ tròn nha các bác, để khi các bác bỏ than và sử dụng thì cái khói than nó sẽ thoát ra 8 cái lỗ này này. Đó, cái này thì thường là ngày xưa người ta sử dụng bàn, chưa có bàn đà điện thì người ta sẽ sử dụng chiếc bàn đà bằng đồng này, người ta bỏ than vào bên trong để ủi quần áo á. Đây có hình logo con gà nữa. Bàn đà này thì nó có trọng lượng là được 1,5 kg. Mã C24 thì có giá là 850.000. Cái mã số tiếp theo C25 ạ. Cái mã số tiếp theo C25 nó là một cái thùng đồ nghề của hãng Tunbox ạ. Thùng này thì sẽ có chiều dài là được 41 cm, bề ngang thùng là được 21 ạ. Còn chiều cao của cái thùng thì nó cao tầm 14 cm. Nó có một cái quai sách ở trên mặt thùng
và có hãng được dập trên mặt thùng, hãng Tunbox dập nổi trên mặt thùng ạ. Cái thùng này thì ở hai bên nắp thùng sẽ có hai cái khóa để khóa nắp thùng đây, hai cái khóa hai bên, thùng còn mới chưa qua sử dụng, còn nguyên lớp sơn mạ đó, còn mới nguyên hai mặt đều có nguyên lớp sơn mạ, nó không có bị trầy xước hoặc là cũng không reset gì hết ạ. Mã này nó là mã C25 thì có giá là 300.000, C25 300. Và số tiếp theo C26 ạ. C26 cũng một cái thùng đồ nghề của hãng Tunbox. Thùng này thì đã qua sử dụng nhưng mà cũng còn khá là đẹp ạ. Chiều dài được 35. Bề ngang thùng thì nó là được khoảng bề ngang là được 16 và chiều cao thùng là cao 10.5 ạ. 10.5 cm. Nó cũng có quai sách ở trên nắp thùng này và có logo hãng Tunbox dập nổi trên bề mặt thùng. Và nó cũng có hai cái khóa nắp thùng ở hai bên. Khi các bác sử dụng thì các bác mở ra để đựng đồ bên trong. Bên trong người ta đã sử dụng sơ qua nên nó có dính những cái vết dầu đen trên bề mặt nha các bác. Này thì nó không bị reset gì hết ạ. Nó chỉ dính dầu, những cái vết ố, vết dầu trên bề mặt thôi ạ. Còn về phần đáy thùng nữa, đáy thùng thì nó cũng còn nguyên lớp sơn mạ, nó chỉ có những cái vết xước ni ti do người ta sử dụng. Nó bị trà, bị cạ trà xuống nền ấy, nên nó có xước ni ti thôi ạ. Thùng này là thùng cũ nhưng mà nhìn chung còn tương đối là đẹp, xài vẫn rất là tốt. C26 nó là 200.000 ạ. Và số tiếp theo C27 ạ. C27 nó là một cái cây kéo cắt cành trên cao của hãng Mark ạ. Cái này dài được 46 cm, cán được bọc cao su màu tím ạ. Cái cán còn rất là lành, nó không có vết xước, vết chày gì hết luôn ạ. Còn lành nặng cả phần tay cầm, còn phần cán thì được làm bằng cán nhôm và mạ một lớp sơn mạ màu bạc, cũng còn tương đối đẹp. Có logo hãng Mark được dập trên cán. Còn về phần lưỡi cắt đây, bề mặt lưỡi thì cũng còn đẹp, không có bị reset gì hết ạ. Lưỡi cắt còn sắc bén ạ, không nhăm mẻ gì ạ. Hai mặt ạ, bề mặt lưỡi không có reset gì. Nhìn chung cây này còn đẹp tương đối ạ. C27 cây này 280 ạ. Mà số tiếp theo C28 ạ. C28 nó là một cây kéo cũng để hàng rào. Cây này chiều dài là được 65 cm, cán bằng gỗ ạ. Cán thì còn tương đối là mới và trên cán còn nguyên tem mác này, còn tem mác ạ. Đó, và về phần lưỡi kéo thì lưỡi kéo này là cây kéo này là dòng lưỡi kéo lưỡi cong nhá các bác. Lưỡi cong và được làm bằng thép trắng. Thép trắng để bề mặt nó sáng bóng này, không reset gì ạ. Còn rất là đẹp. Lưỡi thì còn sắc bén. Cây này C28 thì có giá là 230. Mã số tiếp theo C29. Nó là một cái lưỡi cuốc chim. Lưỡi cuốc chim này sẽ có chiều dài là được 37 cm. Và lưỡi này thì lưỡi cuốc chim này dòng là lưỡi cuốc chim chuyên để bổ nha bác. Nên lưỡi nó sẽ, người ta sẽ làm theo chiều dọc để thuận tiện cho việc bổ. Bề ngang lưỡi là rộng là được 5.3 cm. Và một đầu nhọn để đóng. C29 cái lưỡi này là 250.000 ạ. Mã số tiếp theo C30 ạ. C30 nó là một cái bộ taro của Nhật. Đây, nó còn nguyên hộp và còn nguyên zin bộ, rất là đẹp luôn các bác. Đây ạ, nó gồm có hình như là 40 chi tiết này, 40 chi tiết. Đây nó có thông số sai số này các bác. Nó sai số trên tem này và có chữ Japan ở trên tem. Và cái bộ taro này thì được đựng trong một cái hộp bằng nhựa. Và nhìn chung là nó còn rất là mới nha các bác. Cái này nó là bị chắc do thời gian để lâu nên nó bị ngấm ẩm, nó sẽ rỉ ni ti. Các bác về lấy máy đánh cước, các bác đánh sơ là nó sẽ đẹp như mới. Đây những cái đầu mũi taro này còn rất là đẹp, cái cần taro này. Nó sẽ có hai cần taro này, một cần nắp mũi khoan taro, còn một cần nắp những cái đầu tròn này. Đầu tròn này thì sẽ có, bộ này sẽ có 17 cái đầu tròn. Và mũi taro thì cũng gồm có 17 mũi luôn nha bác. Đây nó rất là nhiều size luôn. Và trên những cái mũi taro này nó, người ta sẽ dập hãng và dập chữ là Japan. Dập hãng luôn ạ. Hãng hình như là trên nó chỉ dập Japan với lại size là size số luôn. Size số của nó thôi. Và hãng hình như là nó có hãng, có cái nó dập hãng ạ. Cái này dập hãng là SMK này. Có dập hãng, có cái dập. Nó có hai cần taro và nó có thêm một cái này không biết là để làm gì ạ. Thấy nó có lưỡi hình răng cưa này các bác. Lưỡi hình răng cưa.
và nó có một cái cần chữ T nữa để nắp mũi tarot nữa, cần nhỏ. Bộ này thì nó còn mới vào full bộ, rất là đẹp, thường là rất là khó kiếm luôn. Ở bãi thì thường nó sẽ hay bị rớt những cái đầu tarot này, nó không, bộ nó sẽ không hoàn chỉnh. C30, cái bộ này 800 ạ. Mã số tiếp theo C31 ạ. Nó là một cái cây cắt ống đồng của hãng MCC. Cây cắt này là size lớn á, có mã số là LO.2. Cái này size rất là lớn nhá, chắc chuyên để dùng cắt những cái ống đồng to dày á. Cái miệng của nó rộng là được 14 cm. Cái phần lưỡi cắt của nó thì em nhìn nó cũng còn tương đối là đẹp đấy, cắt thì vẫn còn sắc bén lắm. Này, 14 cm. Cái này thì em không rõ là cái nó sẽ cắt được những cái ống từ size bao nhiêu nhá bác, nhưng mà nhìn nó rất là to luôn các bác. Các bác làm nghề thì chắc quen, thì chắc nhìn qua thì có thể là biết được cái cây này sẽ cắt được ống từ size bao nhiêu đấy. Cái này thì em lấy ngoài bãi về em bán thôi, bác nào cần thì mua ạ. C431 thì có giá 450.000. Mã số tiếp theo C32. Nó là một cái cây Eto kẹp bàn. Đế có thể xoay chiều 360 độ được ạ. Cây này thì bên ngoài thì được mạ một lớp sơn mạ màu đen, màu xám á, màu xám. Còn miệng kẹp Eto thì miệng kẹp ngang là được bề ngang miệng là được 6 cm. Còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Rất là mới và đẹp. Ở trên cái mặt cái Eto thì nó có một cái phần đầu đe nữa, đầu đe đây, hình hình bầu dục, hình bầu dục ạ, đầu đe còn đẹp. Nó có hãng là Asaki 6276. Cái đế của nó có thể xoay chiều được nhá bác. Thì những cái cây xoay chiều được thì làm rất là tiện luôn. Các bác không cần phải tháo cái miệng kẹp ra, các bác chỉ cần lấy cái con ốc, lấy cái cần này ra này, cho nó lỏng ra là các bác xoay theo cái chiều các bác làm thuận tiện là được. C32 thì có giá là 270 ạ. Mà số tiếp là C33 là một cái bộ, một cặp gồm hai cái súng hơi. Cái nó của hãng là Kinki nha các bác. Hãng của nó là hãng Kinki. Cây súng hơi này thì được làm bằng hình như bằng nhôm hay sao á, nhôm. Vẫn còn sử dụng hoạt động bình thường nha các bác. Đây cũng là một cái cây súng hơi này các bác. Cây này cũng của hãng Kinki luôn. Trên cây súng hơi thì sẽ dập chữ là Made in Japan này. Cái này thì nó nhỏ quá nên người ta chỉ dập hãng thôi, Kinki. Hai cây súng hơi này thì có giá là 250.000 C33. Này về các bác mua cái đầu hơi nối nhanh mà các bác nắp vào là xài thôi ạ. C33 250.000. Mà số tiếp theo C34. Nó là một cái cây bào gỗ bằng nhôm, còn rất là mới, chưa qua sử dụng. Chiều dài cây bào 24 cm, bề ngang cây bào 6 cm, và độ dày cây bào là 3 cm. Cái bào này thì nó của hãng là Checkmark. Trên lưỡi có nguyên lớp xi mạ màu đen, có dập chữ Checkmark và chữ Nhật. Và ở trên cái phần thân bào thì cũng có cái tem của Nhật luôn ạ. Và nó được làm bằng nhôm mạ lớp sơn mạ màu xanh còn mới. Và mặt dưới thì được làm bằng thép không gỉ ạ. Thép không gỉ. Đó, lưỡi cắt thì cũng còn đẹp, không nhăm mẻ gì hết. Về các bác lướt sơ, liếc sơ đi là xài thôi. Cái này C34, 250.000. Một số tiếp là C35. Nó là một cây thước thủy của hãng Tajima. Cây thước thủy này thì còn mới nguyên, được đựng trong một cái hộp bằng ni lông, hộp bằng ni lông, còn mới. Đây, thước thì là dài được là 16 cm. Và được làm bằng thép nha bác, nên nó rất là cứng. Các bác xài thì không sợ nó bị cong vênh gì hết. Chiều dài 16 và nó có 3 đồng hồ cân nước này. Một đồng hồ góc 45 độ, một đồng hồ ngang, một đồng hồ dọc ạ. Và dưới đáy của, dưới mặt dưới của cái cây thước thủy này thì nó sẽ có hai cái miếng nam châm đấy ạ. Hai miếng nam châm để các bác sử dụng thì các bác hút dính vào những cái bề mặt kim loại khác. Cái này thì nó ngắn gọn này thì rất là tiện lợi khi các bác mang theo, bỏ trong thùng đồ nghề hoặc là bỏ trong túi đựng đồ nghề của mình, mang đi công trình hoặc là đi làm việc. Mã C35 thì có giá là 350.000. Hàng mới, chưa qua sử dụng. Hàng Tajima, hàng Tajima. Mã số tiếp là C36. Nó là một cái cây búa bằng đồng. Cây búa này cán thì còn rất là đẹp.
Đầu búa được làm bằng đồng thau. Một đầu thì nó sẽ có một cái chữ nhật, nó giống như là con dấu nha bác, giống con dấu chữ nhật này. Còn một đầu là đầu tròn để đóng. Cây búa đồng này thì nó có trọng lượng là được 350 gram ạ. 350 gram C36 200 ngàn. Máy số tiếp theo C37. Nó là một cây búa đóng đinh. Cái phần cán tay cầm thì được bọc lớp cao su đen còn mới nhá bác. Nó không có vết chày vết xước gì hết ạ. Hãng của nó là hãng Ogawa. Cán thì cũng được làm bằng ống thép và được mạ lớp sơn mạ màu đen. Đầu búa thì cũng được sơn mạ màu đen và chưa qua sử dụng nên nó không bị chảy chóc sơn gì hết ạ. Ở phần đầu trên thì nó có một cái rãnh này. Cái này thì em không rõ người ta làm trong mục đích gì ạ. Cây búa này có trọng lượng là được 550 gram ạ. 550 gram C37 150 ngàn. Mà số tiếp C38. Nó là một cái cây búa bi của hãng Top. Cái này cán còn mới ạ. Và đầu búa thì còn rất là đẹp. Trên đầu búa còn nguyên lớp sơn mạ và có dập hãng Top trên đầu búa. Đầu bi đây, nó cũng không bị chảy rượt gì hết. Cây này hình như là cũng mới hoặc là mới sử dụng lướt ạ. Cây búa này thì nó có trọng lượng đầu búa là 450 gram. Trọng lượng được dập trên đầu búa luôn ạ. Và cái đầu đóng này các bác nhìn này. Gần như chưa qua sử dụng nên nó không vết có vết chảy ạ, trên đầu đóng ạ. Cây búa này về C38 170 ạ. Mà số tiếp là C39 ạ. C39 nó là một cây búa nhổ đinh ạ. Cái này thì nó của hãng là Magum có hình logo hình cánh tay cầm cây búa. Còn mà một bên thì cán thì người ta có dập chữ nhật, dập chìm. Ở dưới phần đuôi cán thì sẽ có chữ Made in Japan ạ. Cán carbon được bọc cao su và phần cán là được làm bằng ống thép không dỉ và tay cầm được bọc cao su. Trên cán thì cũng có tem mác của Nhật ạ. Còn nguyên tem mác cây búa này còn mới. Có một đầu đóng đinh đầu tròn và có vân caro chống trơn trượt và một đầu nhổ đinh ạ, cũng chưa qua sử dụng nên nó vẫn còn nguyên lớp xi. Cây búa này thì có trọng lượng là được 620 gram ạ, 620 gram. C39 cái này 250 ngàn ạ. C39. Số tiếp theo C40. Nó là một cái cây búa đóng đinh đầu lục giác ạ. Nó có là của hãng Z. Cây búa này của hãng Z nha bác. Có hãng được dập trên đầu búa luôn ạ. Và cái trọng lượng cây búa này thì nó là đầu búa là 1.3 kg. Có hai đầu đây, đầu đóng đinh còn đẹp nha bác. Nó không có vết chảy trượt gì hết ạ. Hai đầu đấy ạ. Trên bề mặt đầu búa thì lớp sơn mạ nó cũng bị bong chóc đi một phần rồi. Nhưng mà đầu búa hai đầu thì đẹp. Của hãng Z rất là nổi tiếng ấy. Cán còn mới ấy. Cái này C40 230. Mà số tiếp theo C41. Nó là một cái cây kìm nguội của hãng Fujiza. Cây này size lớn á. Nó dài tới 25.5 cm. Cây size lớn này thì rất là hiếm gặp này các bác. Nó được làm bằng thép đen nha các bác. Kìm nguội làm thép đen. Đây, cái mà cây này thì thường những cây thỉnh thoảng có gặp nhưng mà cái phần răng miệng nó sẽ bị chảy trượt hết. Còn cây này thì răng còn nguyên này các bác. Răng còn nguyên này. Và cái phần lưỡi cắt dây điện cũng còn khít. Và nó cũng không sứt mẻ gì, còn sắc bén á. Bề mặt không rỉ sét gì hết. Có hãng Fujiza dập trên bề mặt kìm và có logo của hãng nữa. Fujiza. Cây kìm thép nguội thép đen này thì nó là C41-300 ạ, 300. Cây này size lớn rất là hiếm gặp. Mã số tiếp theo là C42. Nó là một cái cây kìm nguội của hãng là Flover. Cũng có của Nhật ạ. Cái này chiều dài là được 21 cm. Flover. Cái này thì còn mới gần như chưa qua sử dụng nha các bác. Phần cán còn nguyên lớp xi mạ này. Bề mặt kìm cũng còn nguyên lớp xi mạ đấy ạ. Một bên thì nó có dập hãng là Flover, có dấu nội địa Nhật này. Cây này thì gần như mới chưa qua sử dụng nên cái phần lăng của nó còn sắc bén này. Còn rất là sắc bén luôn, nó không có vết chảy, vết trượt, chảy trượt gì hết ạ. Và phần cắt tuốt dây, cắt kẽm, cắt dây điện, cái răng cắt kẽm dây điện còn khít nguyên, không một khe hở và còn sắc bén á. Cái này C42 170 ạ. Mà số tiếp theo C43, nó là một cái cây kìm kẹp hàn. Là bằng thép không dỉ, thép trắng á. Cái này có chiều dài là được 27.5 cm. Cái miệng kẹp thì bề ngang miệng là được 6 cm, bề ngang miệng rộng 6 cm.
Cái này được làm bằng thép không gỉ, nó có trên cán có chữ Snetel nhé, thép không gỉ ạ. Một bên cán thì sẽ dập chữ nhật, đây cái miệng kẹp của nó đấy. Cái này thì các bác dùng để kẹp đồ, để chuyên hàn đấy, chuyên hàn kẹp đồ. C43 tên là 108, mà số tiếp là C44 ạ. Nó là một cái cây kìm bấm của hãng Vigrip. Cái này có chiều dài là được 23 cm, chiều dài 23 cm. Trên bề mặt cây kìm sẽ dập hãng là hãng Vigrip và có logo hình hai cánh tay bắt vào nhau. Đây, cái phần răng của nó còn sắc bén này, và miệng của nó kẹp rất là khít nha các bác, kẹp rất là khít luôn. Một bên thì nó cũng hai bên đều dập hãng này, bên này cũng dập hãng là Vigrip. Cái bình kìm bấm C44 nó là 250 ngàn. Và số tiếp là C45 ạ. C45 nó là một cái cây mỏ led thép đen của hãng Săn Cây ạ. Hãng Săn Cây. Cái này size nhỏ ạ. Nó dài là 15 cm, 15 mini size 6 inch của hãng Săn Cây, được làm bằng thép đen. Miệng kẹp của nó đây, người ta đã sử dụng qua nên nó có một hai vết cấn nhỏ thôi. Cấn li ti ấy. Còn miệng còn đẹp nguyên nhá. Khi mình siết ốc vào nó rất là khít, nó không rơ lắc gì hết ạ. Đó. Cây mỏ lết hãng Săn Cây này thì chuyên dùng để mở những con ốc nhỏ. Ốc nhỏ. Mã C45 thì có giá là 100 ngàn, còn rất là mới luôn ạ. Cán còn mới nguyên này, còn nguyên lớp RAM luôn. C45 100. Mã số tiếp theo C46 ạ. Nó là một cái cây cắt kẽm, cây kìm cắt kẽm của hãng MCC. Cây này dài được là 21.5 cm, dài 21.5 cm. Cán được bọc lớp cao su bên ngoài màu đỏ, còn lành nặng, đẹp như mới, không có vết chảy, vết xước gì hết ạ. Trên cán thì có dập hãng là MCC và một bên thì dập chữ Japan. Có cái chốt cài ở phần đuôi của cây kìm. Và cây kìm này thì có một chiếc lò xo ở bên trong, nó sẽ tự động đẩy lưỡi ra, khi mình cắt xong mình nhả tay ra thì lưỡi sẽ được tự động đẩy ra. Lưỡi cắt thì còn sắc bén, không nhăm mẻ gì hết ạ. Bề mặt lưỡi không có rỉ sét gì. Mã C46 150 ngàn. À, số tiếp là C47. Nó là một cái cây kìm mỏ quạ của hãng Săn Cây. Cây kìm mỏ quạ này dài được là 25 cm. Đây có hãng Săn Cây dập trên cây kìm mỏ quạ này. Và cái miệng của cây kìm mỏ quạ nếu khi mở tối đa ra thì nó được khoảng là 8.5 cm các bác, mở rộng tối đa được 8.5 cm. Miệng kẹp rãnh hình chữ V và nó có kẹp đồng ở trên miệng ạ. Kẹp đồng trên miệng. Cây này cũng còn khá là mới và rất là đẹp. Mã C47 thì có giá 190 ạ. Mã số tiếp theo C48 ạ. C48 là một cây cưa gấp của hãng Gomboy. Cây cưa gấp này thì cái phần tay cầm được người ta bọc cao su bên ngoài, nó cũng còn tương đối là đẹp, nó có chỉ có một hai vết xước li ti thôi, còn ngoài ra nó còn lành nặng hết ạ. Đây, trên cán thì có dập hãng là Gomboy. Về cái phần lưỡi cắt thì lưỡi dài được 21 ạ. Lưỡi dài 21. Đây, trên bề mặt lưỡi thì nó cũng còn đẹp nguyên, nó chỉ có một hai vết ố li ti trên bề mặt thôi, bằng đầu tăm đầu kim ạ. Đây, nó có hãng là Gomboy 210 Made in Japan. Cái răng của cây cưa thì đều còn sắc bén hết nha các bác, nó không bị sứt mẻ hoặc là cong vênh răng nào đâu ạ. Và mặt bên này thì nó cũng có một hai vết ố li ti trên bề mặt thôi, nhưng mà lưỡi cắt thì còn rất là sắc bén, xài còn rất là bền luôn. C48 cây này 190 á. Và số tiếp theo C49, nó là một cái cây bấm lỗ dây da, bấm lỗ dây thắt lưng, dây túi sách, lỗ dây da. Cái này dài được là 21.5 cm ạ. 21.5 cm. Nó được làm bằng thép trắng và nó có 4 cái đầu, 6 cái đầu bấm lỗ. 6 đầu này thì nó sẽ bấm được lỗ từ 2 ni đến 4.5 ni nha các bác. Trên cây kìm bấm này thì người ta có dập chìm chữ Japan ở cái phần con ốc chốt ạ. Và những cái đầu bấm này thì lưỡi còn sắc bén hết, nó không bị sứt mẻ gì hết luôn ạ. Này em đã kiểm tra kỹ trước khi lấy rồi, nó còn sắc bén. Còn cái đế thì được làm bằng đế đồng ạ. Mã C49 cái này 190 ạ. Đây nó có
C49 190.000, C49 á. Mà sở thích là C50. Nó là một cái cây kéo cắt tôn đúc của Nhật. Cái này thì có chiều dài là được 26.5 cm. Đây, nó được đúc liền nguyên khối, cán với lại lưỡi đúc liền nguyên khối. Có chữ được dập, chữ Nhật được dập ở hai bên của cán kéo. Và lưỡi kéo thì cũng còn sắc bén, không sứt mẻ gì hết ạ. Và cây C50 này có giá 130.000. Mã số tiếp theo là C51. Nó là một cây kéo cắt tôn của Anh ạ. Cây này thì dài được là 17.5 cm. Bề mặt thì có lớp sơn mạ màu xanh mà nó có bị bong tróc đi một phần ạ. Còn phần lưỡi thì còn đẹp nguyên, sáng bóng, không có rỉ sét gì hết ạ. Lưỡi cũng không sứt mẻ gì. Đây. Đây ạ, lưỡi cắt không sứt mẻ gì hết ạ. Và trên cái phần cán của cây kéo cắt tôn này thì nó có logo hình một cái bàn chân. Và người ta có dập chữ là Made in England ạ, của Anh ạ, của nước Anh, cây kéo của Anh. Mã số C51 này thì có giá 170.000 ạ. Mã số tiếp theo là C52 ạ. C52 nó là một cây kéo cắt tôn của hãng Mitsubishi. Cây này dài được là 25 cm. 25 cm. Phần tay cầm được bọc cao su màu cam bên ngoài. Nó cũng còn tương đối là lành lặn. Nó hình như nó bị một hai vết xước nhỏ phần mặt trong của cái da cao su đây thôi ạ. Còn ngoài ra thì còn lành lặn hết. Và nó có chốt cài đuôi kéo. Bề mặt kéo thì còn đẹp, không rỉ sét gì. Trên cán kéo thì có dập logo hãng Mitsubishi và chữ Nhật. Lưỡi cắt thì còn sắc bén, không nhăm mẻ gì. Cái này nó là C52 230.000. Mã số tiếp theo là C53. Nó là một cây kéo cắt vải thép trắng á. Cây kéo cắt vải này dài được 25 cm. Nó được làm bằng thép trắng. Trên cán của cây kéo thì có cuốn tem của Nhật ạ. Có cuốn tem của Nhật. Thép trắng nhưng mà lâu ngày do cái lớp xi mạ bên ngoài nó có bị oxy hóa nên trên bề mặt nó sẽ có một hai vết ố nhăm nhăm ni ti nhớ bác. Đây này. Nó có một hai vết ố ni nhăm đen trên bề mặt lưỡi. Cái này thì nó là thép trắng nhưng mà cái lớp xi lâu ngày nó bị oxy hóa thì nó vẫn bị ố nhá bác, bị ố đấy ạ. Mặt trong cũng thế, mặt trong ố. Nhưng mà bề mặt thì nó không có bị rỗ rỉ gì đâu ạ, nó bị ố thôi. Đó, đây nó có chữ này, chữ của hãng, không biết hãng Hazo gì ạ, Hazo. Có chữ Nhật này. Mã cây kéo này nó là mã C50 thì nó là 150.000. À C53. Lưỡi kéo còn rất là bén nhá bác. Về các bác cắt luôn không cần mài lại. C53 150.000. Mã số tiếp theo là C54. Nó là một bộ kéo cắt tóc gồm 4 cây ạ. Gồm 4 cây, gồm có 2 cây kéo chuyên cắt và 2 cây kéo chuyên tỉa. 2 cây kéo cắt thì nó sẽ có chiều dài là được khoảng 15.5 cm. Còn hai cây kéo tỉa thì sẽ có chiều dài là được tầm 16 cm. 16 cm. Đây, hai cây kéo cắt này thì một cây thì nó sẽ dập chữ Nhật trên cây kéo, một cây thì nó sẽ dập cái logo như này ạ. Logo hình chữ M. Lưỡi cắt thì còn sắc bén ạ. Và hai cây kéo tỉa này thì một cây thì nó sẽ có hãng Kai, logo hình vỏ sò. Còn một cây thì nó có logo không biết của hãng nào đấy. Em không rõ, đây nó có logo trên kéo này. Đó. Hãng Kai hình vỏ sò, mặt bên này thì có dập chữ Nhật. Một bộ gồm có 4 cây kéo cắt tóc như này. Mã C54 là 250.000 ạ. Mã số tiếp theo là C55. Nó là một cặp kéo tỉa. Cặp kéo tỉa này thì sẽ có chiều dài cây kéo là được 15.5 cm, cán bằng nhựa. Hai cây này còn gần như là mới, chưa qua sử dụng. Và trên phần cán kéo thì người ta có dập hãng là hãng Gunke này các bác. Gunke Japan. Đây, dập chữ Made in Japan, hãng Gunke Japan. Hai cây giống nhau, hai cây kéo giống nhau. Lưỡi còn rất là bén nha các bác, lưỡi được làm bằng thép thủ công ạ. Rất là bén, các bác mua về để cắt tỉa những cành nhánh bonsai mini hoặc là các bác dùng cắt giấy cũng được nha các bác. Cắt giấy cũng được, rất là bén thôi. Còn mới ạ. C55 120 một cặp ạ. Mã số tiếp theo là C56. Nó
Nó là một cây kéo hồ lô của hãng Kai, kéo nhà bếp ấy. Chiều dài là 20 cm. Bề mặt cán kéo thì được mạ lớp sơn mạ màu trắng sữa, nó còn nguyên si luôn. Nó có một hai vết xước nhỏ thôi các bác, có một hai vết xước nhỏ trên lớp si mạ thôi. Đây có logo hãng Kai này, lưỡi cắt thì còn sắc bén, không bị nhăm mẻ gì hết ạ, còn rất là sắc bén. Trên phần lưỡi một bên thì có răng để chống trơn trượt khi các bác cắt ạ. Có logo hãng Kai được dập trên bề mặt lưỡi luôn ạ. Cái này nó là C66 thì có giá 180 ạ. Mã số C56 ạ, C56 180. Mã số tiếp theo là C57 ạ. C57 nó là một cây kéo cắt cành của hãng ARS. Cây này dài được là 20 cm ạ, tổng chiều dài 20 cm. Cán được làm bằng nhựa cứng màu đỏ và có rãnh chống trượt khi cầm kéo ạ. Có logo hãng là ARS ạ. Một logo hãng ARS có chốt cài ở đường đuôi kéo và phần lưỡi kéo được làm bằng thép không gỉ, còn mới chưa qua sử dụng. Đây, lưỡi cắt còn rất là bén ạ. Một mặt bên trái của cái lưỡi kéo thì người ta dập chữ là Made in Japan dập chìm, còn mặt bên phải trên con ốc chốt thì sẽ có dập chìm hãng là ARS và có dập hãng ở trên lưỡi luôn đấy ạ. Mã C57, cây này là 320 ạ. Mã số tiếp theo là C58. Một cây kéo cắt cành đúc. Cây này nó dài 20 cm, có chốt cài phần đuôi kéo được làm bằng da và cán kéo còn đẹp nguyên bóng lừ luôn, không có bị rỉ sét gì hết ạ. Đây, trên bề mặt lưỡi kéo, mặt bên trái của lưỡi kéo thì dập chìm hai chữ nhật này, mặt bên phải thì cũng có dập chìm chữ nhật trên bề mặt lưỡi, và lưỡi cắt thì còn nguyên zin, gần như chưa bị mài mòn ạ, và nó cũng còn rất là bén luôn ạ. Về các bác cắt được luôn, không cần phải mài lại. Mã C58 này, cây này thì nó có giá là 290 ạ. Mã số tiếp theo là C59 ạ. C58 290. Mã số tiếp theo là C59. Không có mã C59, mã số tiếp theo là C60 ạ. C60 nó là một cây dao chặt ạ. Cây dao này thì lưỡi dài được là 14 cm, bản rộng là 6.8 cm, và độ dày lưỡi dao là nó dày 8.5 ly. Cây này rất là dày đúng không ạ? Lưỡi thẳng, mài vạ, mài hai mặt, ba lớp thép thủ công, chuyên dùng để các bác có thể dùng để chặt xương ống, xương heo, xương bò, xương lớn được ạ. Và trên bề mặt thì có chữ được khắc thủ công, chữ được dập chìm trên bề mặt lưỡi. Bề mặt thì còn nguyên lớp xi mạ đấy ạ. Những cái vết trên bề mặt này là do người ta rèn thủ công nên nó có vết giống như vết rỗ. Nhưng mà thực ra là không phải vết rỗ đâu, tại vì cây này còn nguyên lớp xi luôn ạ. Còn nguyên lớp xi mạ trên bề mặt nên nó không có bị rỗ. Cán đấy ạ. Cán gỗ. Cái phần cán của nó cũng tương đối là dài, nó dài được 29 cm. Cán gỗ rất là đẹp. Trên cán cũng có dập chữ nhật dập chìm ạ. Mã C60 400 ạ. Mã số tiếp là C61. Lưỡi dài là đường 13.5, bản rộng là 7 cm ạ. Bản rộng 7 cm. Và độ dày lưỡi thì nó dày khoảng 7.5 ly. Cái này cũng là dao chặt, lưỡi mài hai mặt. Và bề mặt thì nó có bị rỉ sét oxy hóa đây nhau á. Nó có những cái vết rỗ ni ti trên bề mặt đây, hai mặt. Cái này thì bề mặt thì nó là rỗ ni ti nhá, không phải là do nhà sản xuất người ta làm như thế đâu ạ. Là nó bị oxy hóa đấy. Nhưng mà lưỡi thì còn đẹp này các bác. Và lưỡi mài hai mặt cũng dùng để chặt xương lớn. Có chữ nhật được dập chìm trên lưỡi dao ạ. Và cán còn tương đối là đẹp và mới ạ. C61 cây này thì 320. Và số tiếp theo C62. Nó là một cây dao chặt một mặt, lưỡi dài được 20 và bản rộng là được 4.5. Độ dày lưỡi dao thì dày 6 ly. Cái này lưỡi mài một mặt thép hai lớp, và trên bề mặt lưỡi dao thì có dập chìm hình logo hình con cái đầu con hổ và có chìm hai chữ nhật, lưỡi mài vát một mặt hai lớp thép đấy ạ. Mặt bên trái của lưỡi dao thì người ta cũng có dập chìm hai chữ nhật trên bề mặt thép ạ. Cán thì cũng còn đẹp và chắc chắn. C62 cây này 350.000 ạ, dài 20 ạ. Mã số tiếp theo là C63.
Nó là một cây dao tanto của Nhật ạ. Cây dao này cán thì được làm bằng cán gỗ ạ. Và hai bên cán thì một bên sẽ khắc hình con chim phượng như bác, một bên sẽ khắc hình con rồng. Và nó có một cái quai được quấn bằng bằng da, quai đeo được quấn bằng da. Có những cái khuy chốt này thì đều được làm bằng đồng hết ạ. Đây có cái quai đeo đấy, được quấn bằng da. Về phần cây dao tanto thì lưỡi sẽ dài được là 21.5 cm, bản rộng là bản rộng 3 cm ạ. Và độ dày lưỡi dao thì nó dày 4,5 ly, dày 4,5 ly, rất là dày ạ. Đây, lưỡi hơi cong nhẹ và mài vát bén lên tận đến mũi dao, và trên bề mặt lưỡi có dập chìm chữ đấy, dập chìm chữ, cán bằng cán gỗ. Và nó người ta làm hai bên sẽ có những cái rãnh để chống trượt khi mình cầm ạ. Cây này thì nó có hai cái chốt được làm bằng đồng, hai chốt làm bằng đồng. Cây dao mã số C63 này thì có giá là 850.000, C63 850.000. Mã số tiếp theo là C64. Nó là một cái cây dao sashimi của hãng là Brieto, Brieto Pro M11 Pro ạ. Cái này thì dao sashimi chuyên để xẻ thịt sashimi, cá ngừ hoặc là cá hồi. Lưỡi dài được là 23.5, bản rộng là 3.5, và độ dày thì nó dày 1,7 ly ạ, 1,7 ly. Cái này lưỡi mài vát một mặt thép là thép hợp kim molybdenum và vanadium không gỉ ạ, made in Japan, có logo dập chìm trên lưỡi dao, khâu được đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao. Cán dao cũng được làm bằng kim loại và có vân giống như vân búa để chống trơn trượt khi cầm dao. C64 350.000. Mã số tiếp theo C65 ạ. Nó là một cân dao Thái của Đức ạ. Con dao này thì nó sẽ có chiều dài lưỡi là được 20.5 cm. Phần bản của nó rộng là 5 cm và độ dày 2,5 ly ạ, 2,5 ly. Cái dao này lưỡi cong và lưỡi được mài bén lên tận mũi dao ạ. Và trên bề mặt lưỡi thì có dập logo hãng là Crow Cucua, Crow Cucua, made in Germany. Lưỡi dao được đúc liền nguyên khối với lại cán dao. Trên cán dao thì có vân caro để chống trơn trượt ạ, khi mình cầm sử dụng. Cái dao mã C65 này thì có giá là 250.000. Mã số tiếp theo là C66. Là một cây dao Thái 3 lớp Damascus, dao nõi Damascus, vân Damascus. Cây dao này lưỡi dài 17.5, bản rộng là 4,2 cm, 4.2. Và độ dày lưỡi thì độ dày lưỡi dày 2 ly, dày 2 ly. Cây dao này là 3 lớp đây, nõi nó nõi thép ghép lên tận tới sống dao, và hai bên là có vân Damascus gặp nhiều lớp ạ. Gặp nhiều lớp, rất là đẹp luôn ạ. Vân Damascus gặp nhiều lớp, khâu được hàn liền với lại lưỡi dao, còn cán bằng cán gỗ. Trên cán sẽ có hai cái chốt bằng thép không gỉ và một cái chốt được làm bằng đồng ạ, cán bằng gỗ. Cây dao Damascus này C66-400 ạ. Mà số tiếp là C67 ạ. C67 nó là một cái cây dao sashimi thép thủ công. Cái này lưỡi dài là được 20.5, bản rộng là 2,7 cm và độ dày 1,5 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt được làm bằng thép rèn thủ công. Trên bề mặt thì còn nguyên lớp xi mạ và có chữ Nhật được khắc chìm trên bề mặt lưỡi dao. Cán bằng cán gỗ, trên cán có tem mác ạ. Tem mác nó bị rách đi một phần rồi, còn lửa cán này. C67 cái này 180 ạ. Mà số tiếp theo C68. Nó giống như là một cây dao để bổ cau, hoặc là các bác có thể dùng gọt trái cây hoặc mang theo đi cắt dây câu cũng được. Lưỡi nó dài được là 7.5 cm ạ. Bản rộng là 3,2 và độ dày lưỡi thì 2,5 ly ạ, tầm 2,5 ly. Cái dao này thép thủ công ạ, và nó nhỏ, các bác có thể dùng bổ cau hoặc là cắt thái hành,
thái tỏi hoặc là mang đi câu, cắt dây câu cũng được. Cán gỗ rất là đẹp luôn ạ. C68 cái này 100. Mã số tiếp theo C69. Một cây dao gấp cán ốp sừng ạ. Cây dao gấp này thì có tổng chiều dài 20 cm. Cán được ốp sừng hai bên, khâu được làm bằng đồng. Còn về phần lưỡi dao thì lưỡi dài là 8.5. Lưỡi dài 8.5. Bản rộng của nó là 2.3 cm. Và độ dày thì độ dày nó dày 3 ly ạ. Cái này dày 3 ly. Bề mặt lưỡi thì còn sáng đẹp nha các, không rỉ xe gì hết ạ. Nó của hãng là Everlew. Hãng Everlew, hãng có dập ở trên này. Lưỡi của cây dao ạ. Có mã số LO1. Đó, lưỡi còn đẹp nguyên ạ. Cán ốp sừng rất là đẹp. Khâu đồng nữa. C69 cây này 190. Mã số tiếp theo C70 ạ. C70 nó là một cây rìu bổ củi. Cây rìu này thì cán còn khá là đẹp. Cái phần cán được dài 60 nha các bác, dài 60 cm. Đây cán cân đẹp. Nó có mòn một tí thôi nhưng mà em đã sửa sơ lại rồi, dáng rất là đẹp. Chỗ này nó bị mòn một tí này, em đã sửa vát móp lại rồi. Rất là đẹp luôn. Còn ngoài ra thì phần cán còn lại thì đẹp hết ạ. Về phần lưỡi rìu thì lưỡi sẽ dài là được 18.5. Bề ngang lưỡi rộng là 9.5 cm. Cây này thì trên đầu rìu chữ được khắc thủ công rất là đẹp luôn ạ. Đó, chữ khắc thủ công rất là đẹp. Bề mặt thì còn sáng mịn. Và một bên thì có chữ Nhật được dập chìm. Đó, bề mặt không rỉ xe gì ạ. Còn đẹp nguyên luôn. Mã C70 cây này 380 ạ. C70 380.000. Mã số tiếp là C71. Nó là một lưỡi rìu chữ L. Lưỡi dài là được 13.5 cm. Bề ngang lưỡi rộng là 11.2 cm, 11.3 cm. Lưỡi 3 lớp ạ. Và bề mặt lưỡi thì không rỉ xe gì hết ạ. Còn láng mịn đẹp. Và trên đầu rìu thì có người ta cũng dập chìm chữ Nhật rất là đẹp luôn ạ. Đó. Lưỡi này C71 300 ạ. Và số tiếp là C72, một lưỡi rìu chữ L. Lưỡi dài được là 13. Bề ngang lưỡi rộng là 10 cm. Bề mặt thì còn nguyên lớp xi mạ. Bề mặt còn nguyên lớp xi mạ. Và hai bên thì một bên sẽ có 4 cái rãnh kẻ này. Một bên sẽ người ta sẽ kẻ 3 rãnh ạ. Cái này thì còn gần như là mới tại nó còn lớp xi mạ bên ngoài. C72 208. Và số C73, một cái lưỡi dao phát, dao đi rừng ạ. Lưỡi dài là được 16. Bản rộng là 5 cm. Và độ dày thì nó dày 5 ly ạ, 5 ly. Cái này thì chuyên dùng để đi phát rừng, phát cây hoặc là chặt cây ạ. Đó, lưỡi mà hai mặt ở phần đầu mũi có cái mỏ chống trơn trượt. Trên bề mặt